Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Vàng miếng SCC bị từ chối, nhà giàu sốc nặng, ngất liệm. Cầm 8 lượng vàng miếng SCC trên tay, chị Cao Thị Ngân ở Sóc Sơn, Hà Nội đau khổ khi số vàng của chị liên tiếp bị hai cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân từ chối mua với lý do vàng miếng SCC của chị là loại vàng một chữ. Theo như chị Hà chia sẻ, con trai của chị ra trường từ tháng 6 năm 2015, giờ mới cần đến tiền đầu tư làm ăn nên phải đem bán gấp tất cả 8 cây vàng mà chị tích góp được. Nhưng hôm nay đem vàng đi bán, nghe nhân viên của cửa hàng nói không mua mà chị không tin nổi vào tay mình. Chị buồn bã chia sẻ, giờ vàng không bán được, chị không biết phải làm như thế nào, chẳng lẽ có vàng mà lại đi vay lãi. Còn anh Lê Thế Sơn ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng chia sẻ, sau khi nghe tin số vàng cả đời của mẹ tôi tích góp được đem đi bán đều bị các cửa hàng đồng loạt từ chối mua, duy chỉ có một cửa hàng đồng ý mua nhưng giá mua lại thấp hơn giá niêm yết lên đến nửa triệu đồng một lượng. Mẹ tôi ngay lập tức tăng huyết áp, ngất liệm và phải đưa đi cấp cứu. Anh Sơn kể, bố của anh mất sớm, mẹ anh làm lụng vất vả cả đời mới tích góp được gần 20 lượng vàng. Để yên tâm, mẹ anh đã phải bán hết vàng nhẫn đi, mua vàng miếng SCC. Đầu tháng vừa rồi, sau khi nghe vợ chồng anh nói chuyện mua nhà chung cư, vẫn còn thiếu hơn 600 triệu đồng nữa. Mẹ anh lặn lội từ quê lên, đem hết số vàng tích góp được suốt thời gian qua để cho anh đem đi bán, lấy tiền mua nhà cho đủ. Song anh và mẹ chẳng thể ngờ rằng loại vàng miếng một chữ mà mẹ anh mua từ mấy năm trước giờ lại khó bán đến như vậy. Theo anh Sơn, vàng miếng SCC một chữ hay hai chữ cũng đều là do công ty SCC sản xuất ra, chất lượng không khác gì nhau. Vậy giờ sao lại có sự phân biệt đối xử giữa một chữ và cả hai chữ trên số series? Anh Sơn bức xúc kể lại, mẹ anh chấp nhận mua vàng miếng SCC với giá cao hơn giá vàng nhẫn 2 triệu đồng một lượng để đổi lại sự yên tâm. Nhưng giờ, chính công ty sản xuất ra vàng miếng lại không thu mua. Mẹ anh cũng như những người dân khác không biết phải bán đi đâu, mà có bán được thì chịu thiệt quá nhiều. Không đến mức nhập viện vì vàng, song vợ chồng chị Lê Thị Thu Huyền ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội cũng mất ăn mất ngủ vì đống vàng mình đang tích trữ trong nhà. Chị Huyền tâm sự, sau khi chi tiêu sinh hoạt cho gia đình đầy đủ, mỗi năm vợ chồng của chị mua được 3 lượng vàng vào nhà tích trữ. Để cho chắc ăn, khi mua, vợ chồng chị đã phải chọn vàng miếng SCC. Thế mà đùng một cái, công ty thông báo tạm ngừng thu mua, các cửa hàng theo đó cũng đồng loạt từ chối, nên giờ có đi bán để đổi sang vàng hai chữ thì kiểu gì cũng bị ép giá. Chị Huyền nói và cho biết, nếu chị đem hết số vàng trong nhà đi bán để đổi sang vàng nhẫn hay vàng miếng SCC với giá bán thấp hơn giá niêm yết 500.000 đồng một lượng do cửa hàng vàng Doji thu mua thì chị bị thiệt gần một lượng vàng chứ không ít. Chị Huyền còn cho biết thêm, vợ chồng đứa em chị ở quê hôm qua đem đi bán 2 lượng vàng miếng SCC còn bị cửa hàng vàng ép giá, mua với giá thấp hơn giá niêm yết tận 1,1 triệu đồng một lượng. Thừa nhận chuyện trên, anh Nguyễn Văn Đê, chủ một cửa hàng vàng trên phố Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cửa hàng của anh vẫn thu mua vàng miếng nhưng mua với số lượng có hạn và giá mua cũng thấp hơn giá niêm yết 1 triệu đồng một lượng nếu khách vẫn còn giữ được hóa đơn mua vàng trước đó. Còn nếu không, anh chỉ chấp nhận mua vàng miếng với giá ngang bằng giá vàng nhẫn, tức chỉ khoảng 30 triệu đồng một lượng. Trong khi vàng miếng SCC đang niêm yết giá ở mức 32,69 đến 32,97 triệu đồng một lượng chiều mua vào bán ra. Trước đó, khi đề cập tới chuyện vàng miếng SCC một chữ bị từ chối mua hoặc mua với giá thấp hơn so với giá niêm yết, các chuyên gia trong ngành cũng đã khuyên người cất giữ vàng miếng SCC không nên bán vàng gấp nếu chưa thật sự cần tiền bạc, hoặc vội vàng bán vàng một chữ để chuyển sang vàng hai chữ nếu không muốn bị thiệt. Ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép tiếp tục gia công vàng miếng vào chiều ngày 12 tháng 1, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC đã chính thức gửi thông báo đến các đơn vị kinh doanh thu hồi quyết định tạm ngưng thu mua vàng miếng loại một chữ, loại có series là một chữ cái trước chỉ số và vàng mấp méo.
Trước đó, do hạn mức gia công vàng miếng đã hết, công ty SCC thông báo đã tạm ngưng thu mua vàng miếng loại một chữ và vàng mấp méo. Công ty đã gửi kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước xin giấy phép cho việc gia công vàng miếng loại một chữ và vàng mấp méo cho năm 2016 với tổng số lượng là 60.000 lượng. Năm 2014, SCC được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức gia công 50.000 lượng vàng và năm 2015 là 65.000 lượng vàng. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!